Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Ok, chào các bạn. Hôm nay có chút thời gian thì sẽ làm review một cái game của một người bạn làm. Game này về game mobile, những cái game mobile như là các bạn có thể tải trên phone để chơi. Nó có thể tải trên iOS được luôn. Nó có trên iPhone, iPad được. Nói chung là iOS và Android đều chơi được hết. Ok, thì game này là Gengen Online. Thì các bạn nào thích chơi những game mobile thì có thể tải những game này về chơi nè. Và nếu bạn nào đã chơi qua Gunbound thì có thể chơi game này rất là hợp lý. Và sẵn ủng hộ hàng của người Việt luôn. Thì cái là lúc mà mình mới vừa vô nè, mình đào xong mình mới vừa vô là nó sẽ làm màn hình này. Ok, thì hôm nay mới vừa đào luôn, vô chơi thử coi như thế nào ha. Sẵn cho các bạn xem luôn, review cho các bạn xem luôn. Thì nó hướng dẫn cho mình sẽ đi di chuyển. Đó. Nó có ống di chuyển giống như cái hồi game bao vậy đó. Giao diện thì các bạn nhìn vô, ôi cái game này chứ game bao. Thì game này lấy ý tưởng từ Gunbound mà sao không giống được, phải không? Nhưng mà mình bỏ qua chuyện ở đây, bây giờ mình cần là chơi game như thế nào thôi, game có hay không. Và game của người Việt mình. À, thì bây giờ mình kéo, kéo để nhả ra. Đam ít nhỉ. Đang lớn hơn. Ok. Kéo. Kéo. Này bắn góc siêu cao cũng hơi bị ngon ha. Bắn nhiễu rất đam cao nhiều hơn. Để từ nhiễu rồi, nhiễu hai dấu. Đưu, 110 đam luôn. Ngon. Đang siêu cấp. Cái sức mạnh lớn nhất. Show me. Đây đậu cho đá mình. Chí mạng luôn. Vãi. Critical luôn à. Ok. Chả mà làm cục đá. Kéo xuống. Ô, cái này bắn xa quá, cái này chỉ chọi vào đầu đó thôi. Bum. Ôi, 400 máu luôn. Ghê vãi. À, mình sẽ được tề. Không, điểm kinh nghiệm. Cái này mình có thể bóp Facebook mình khoe bạn bè được nè. Mở lần rưa miễn phí. Mở. Cái này là mở tốn kim cương à. Mình mở được không? Chứ kim cương mình chưa có, mình chưa mở được. Game này có rất là nhiều thứ tiếng nha. À, để coi. Có rất là nhiều, từ từ, menu có rất là nhiều, để từ nha, hộp thư. Mới vô bạn sẽ được tặng quà nè. Có tặng quà từ từ nhà phát diện, phát hành nè. Mở rộng đạn rocket. Sẽ nhận lấy quà. Đó. Rồi, mình coi có gì nữa đây. Thằng đèn điểm. Nhiều cái quá, từ. Hình vật, túi đồ, tạp hóa. Cái tăng thủ thì dành cho những người mới chơi cho mình là vô để farm được kinh nghiệm, farm vàng rồi nè. Đây nạp tiền để có thể mua được những cái vật phẩm ở trong game. Mình đang có 50 kim cương. Linh vật. Ok, linh vật. Con vô này là 100.000 đồng một con. Con này là 100.000 luôn, đang giảm giá, mấy con này đang giảm giá. Còn 100.000. Chiêu mộ là sao ta? Chiêu mộ cần trả 4.000 gold. Mình đang có 25.000 gold. Ok. Ngon. Sao con này đi, con này nhìn đẹp nè. Này đẹp hơn gùa. Con nào nó con này tính tiền. Giảm giá, ok. Có tiền mình sẽ mua. Mua để tặng. À, cái này có tặng quà nè. Thích ai tặng. Sự kiện. Để coi sự kiện vô. Sự kiện bóng được. Nó chưa cho anh bóng. Ở đây. Đi. Vậy mình vẫn trong tutorial, đang trong phần hướng dẫn. Ok. Ủa sao mình đổ với xe mà sao hẳn là con rùa ta? Hay là trong phần hướng dẫn bắt buộc mình phi rùa? Ok, đặt. Rồi, cổ điển. Rồi. À, chỉnh góc, mình là chỉnh góc. Cổ điển là mình chỉnh góc.
Đủ hay à, hay à, này cổ điển, này cổ điển trên góc đồ bao nhiêu nè, hay á, khoái băng cổ điển rồi á. Mình mở này, mình sẽ tốt kim cương này, mở thử coi, mở cái này coi. Đủ kiếm vàng có 7 phần hướng dẫn về sử dụng các vật phẩm, những cái test này nó bị tách tách ra nha. À, hiện bạn chỉ hoàn thành được một phần, hoàn thành 7 hướng dẫn này mới thu được một linh vật miễn phí. Wow. Mình hết 7 cái này, 1 2 2 3 7 cái sẽ được một linh vật miễn phí. Đúng, ngon. Chơi tiếp, chơi tiếp. Chơi tiếp, chơi tiếp, chơi tiếp cái này để chơi tiếp này để nhận linh vật miễn phí. Và chơi hết hướng dẫn mình biết cách chơi mà mình được linh vật nữa, ngu gì mà chơi đúng không? Rocket, rocket. Kéo. Nhiều, 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 nhiều. Nhiều ngày nữa chưa? Kéo. Ấy, phục rồi. Trời ơi. Lại 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 cao quá, cao quá, định bắn gốc cao như thế nào thôi, nhưng mà gốc cao canh khó quá. Ngay đầu mày xạo yêu tinh hả mày, đã đạn hai đạn luôn thôi, này hơi bị thốn quá nha. Trời đậu hai cái lúc luôn. Trời ơi. Trời ơi, 800 đam luôn. Quá dữ. Một lượt miễn phí 50 gold. À, bây giờ mình đi tiếp. Còn tí 4 cái nữa lận. Làm hết cái này mình sẽ nhận được cái con linh vật. Nãy mình tốn hết 4.000 để mua linh vật. Không biết cái này được miễn phí đúng không? Nó xa quá. À nó xa quá, dùng cái này. À, chỉ vị trí mình muốn. À vị trí nó muốn bắn chỗ này, trời ơi. Rồi. Mày đã cần xử mày luôn. Mày đã... à, nó đang muốn mình phải dùng đạn một để bắn. Trời ơi. Nhanh 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 nhanh. Đây chơi bắn với người đó coi, giờ mình phải thu linh vật của mình ba bắn với người. Rồi tiếp tục, tiếp tục. Còn hai cái, ba cái nữa. Ok. Bạn nào thích chơi game bao thì tải cái này về chơi nhé. Chơi trên phone thì mình nghĩ là khá là đơn giản luôn á. Kéo và nó có canh sẵn hết cho mình rồi. Ui trời ơi. 58 thôi, 58 thôi, 58 thôi, nãy 59 hụt rồi. Ui sao quá, sao quá. Anh bắn gốc gốc này. Ui 100 đam. Nó chọn chính xác lắm. Chí mạng nó mới ghê chứ. Trời hai nhát luôn. Trời ơi. Trời ơi. Ăn bánh kẹp đi hồi mẫu. Siêu cao nè. Đi đâu. Trời ơi quá dữ luôn. What the fuck. Một đường tiếp.
Mojang. Rồi, tiếp tục ở đây nữa là còn một cái nữa. Đầu à, bắn đèn 1, bắn đèn 2 đi, nó tròn tròn. Ngay đầu. Mình bắn chúng nó mình sẽ được đối thủ bắn chúng nó cũng mình cũng được tích luôn. Nói chung là sử dụng cái này thì giống như cộng mana thì mình sẽ sử dụng được cái này liền luôn. Ngay đầu. Thôi còn cái nữa. Sắp được linh vật rồi, sắp được linh vật. Bạn nào chơi thì cố gắng chơi cho đủ nha, cho đủ lấy được linh vật. Hơi bị thơm. Linh vật miễn phí, mình thường mua 100k mình chơi ấy miễn phí. Rồng sẽ bao vây hàng khỏi sát thương trong một lượt. Giờ này là trắng. Siêu cao hay đậu trời ơi bắn hay quá, bắn siêu cao không. Ok được một đá 71 ôi mạnh quá rồi, mạnh quá rồi, mạnh quá rồi. Ngay đầu. Quá dữ luôn các bạn ơi. Rồi được rồi. Rồi linh vật là con gì nha. Ủa chưa được hả? À, còn cái cuối. À, dùng cái này kiếm thần. Trời ơi, chết liền luôn. Trời ơi, ghê vậy. Cái đẹp tặng thêm 120 gold nữa. Ghê. Rồi. Linh vật miễn phí con gì đây? Bạn được chọn. Con voi. Con này sẽ thường xuyên địa hình. Cái bắn trừ giáp càng bắn thương cộng dồn sẽ càng cao. Con voi được á. Linh vật khả năng sử dụng vệ tinh laser để gây sát thương. Nào 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 nào. Thấy con voi đi, con voi dễ thương. Nó bắn cộng đồ dồn đam nó ngon. Vô. Chọn con voi chơi. Trời ơi, ủa sao nó không chọn vô ta? À đây. Trang bị, lấy con dồ. Ủa này có điểm tiến hóa nữa nè. Con đồ mang ghép. Giờ phải tiến hóa con đó là được luôn ha. À, bây giờ mình có nhân vật. Nhân vật mình cũng được trang bị lên luôn nè. Tiến giới nè. Mặc đồ nè, ô, có mấy bộ đồ đẹp quá. Có One Piece nè. Nhiều cái cũng đẹp. Cái bộ da đỏ này đẹp nè, hồi xưa là chùm luôn. Cộng được thêm nhiều cái mà phải có mấy mảnh ghép để ghép lại để mới được cái bộ đồ này. Túi đồ. Ok. Mang được một ngày anh phải. Nhận luôn. Chai đấu là câu quảng cáo hả? Mai câu quảng cáo để nhận mấy cái đó hả? Tắt đi. Đó đi qua tới 20 mấy giây lần resum. Kệ con em mày lắc lắc cũng đỡ. Yeah. Nó 10 giây
Trời ơi, coi hết này nào các bạn sẽ được đóng quà luôn nha. Cố gắng coi, Ly chấm mi. Xong. Wow, quá trời quà luôn. Còn được cái ly thôi hả? Tao gì nãy ghi tưởng nhiều quà lắm. Thôi giờ vô bắn nè. Đấu trường. Tìm phòng. Tạo phòng. Xác nhận. Ủa, có thằng vô kìa. Trời ơi, bắn thử như thế nào. Bắn xếp hạng. Từ từ, bắn với người, người bắn với người. Này mình bắn với thế giới luôn. Mà không biết cái này ở server Việt Nam mình bắn với người Việt Nam hay là mình bắn với lại có bắn với người nước ngoài đó ta. Tại cái gân này mình nghe nói là chơi được server nước ngoài nữa. Ngay đầu. Nó xe đích lên bắn mình. Ui dạ. Bỏ mè rồi, rớt đây rồi, không bắn được. Ôi sao đi được nữa. What the fuck. Trời đậu hai nhát luôn, nó bắn được hai cái một lúc á. Mày láo. Cười dâm tiện luôn kìa. Mình đoàn bắn dồn đam càng nhiều. Trời đấu. Trời đấu. Đâu vậy ta? Cho mang cục bự thừa lự luôn. Má nó bắn thằng ba con ghê quá. Cái đó thì chiêu của nó đúng không? Ủa nó đào càng lúc. Nó đào càng lúc càng xa ông ơi. Chết tôi. Mày gì 300 đạp. Mày nó phải càng lúc càng sâu. Để nữa mình tẹt dưới sàn bắn đó ta. Trời đấu. Đi xa quá em ơi. Xa quá rồi em ơi. Nó sắp chết rồi, nó sắp chết rồi. Nó khoét càng lúc càng sâu. Ok, không sao. Double tên lửa là mày chết liền à con. Nè, hai nhát. Ui, ui, yeah. Đấu danh hả mày. Điểm cộng 3, 200. Ui, quá trừ, 200 gold luôn. Mở được 2 lần. Ui, 600 gold, quá đã. Giờ bắn tiếp, bắn dưới này tiếp. À, mình được 20 cái này mà phải không? Mà đằng ấy dùng được một viên. Mà tiếp gì mày? Ủa, anh sẽ cho biết thế nào đây là. Ui, ui, rớt đây, nó chỉ một cái là mình rớt dưới. Phải chạy vô. Không được, phải chạy vô. Đậu, bọn nó khoét ra ngồi rớt dưới là chết. Anh đứng ngay mặt mày luôn. Bắn hết ra. Mày bởi đầu. Bởi đầu. Đứng đây hồi nào nó khoét mình rớt đây mình chết. Đi gần gần nó cho nó khó bắn chơi. Nó đi không, đi xa mình không, mắc dạy. Thấy chưa, à, mắc dạy. Tao đi đây gần mày nè con. À, thì anh bắn hết cổ luôn nè con, 40 máu. Cái nó bỏ đi xa tiếp rồi nha. Con này là chuyên gia đục phát mà, đục phát cho mình rớt chứ, mới đi theo nó luôn. Mình trừ 2 nó nè, mình trừ nó 2 armor nè, ngon vãi. Đi tiếp, đi theo nó, đu bám theo nó. Mày lão cá chó mày, nè chạy nè, chạy. Đang là tôi bắn 2 đạn cũng chết. Trừ nó 4 ammo rồi. Đi càng lúc càng xa mình. Trời đâu.
What the fuck? 400 máu. Oh my. Nhiễu ở đâu đó mày? Ủa, 200 mấy máu rồi ta? Trời, sao nó bắn mất máu dữ vậy? Bắn mình quá trời máu luôn, bắn nó 200 mấy máu à? Trời, chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Mà nó bắn đau quá. Hay là bắn khác mới được. Vô này bắn sao ê, yếu hơn gồ vậy ta? Con kia bắn rồi. Kích mình ra. À, mình ra mình chọn con cái con này đi. Con phá địa hình tốt thì sẽ thương chí mạng. Cái con này đi nhà. Cái này bơm máu cho mình đi. Lấy con này thử coi. Hay là lấy con này ta? Lấy con này đi. Lấy con rùa vậy bắn đam nó to hơn thì phải. Tiện phòng 3-4, ghê không? 1 thôi. Con này chắc cũng hơi bị mạnh đó nha. Nghe đánh con đó. Nghe đánh AFK rồi. Không, mình tạo phòng đi. Giờ đợi người chơi vô. Các bạn hơi chat ở đây được nè. Mời đại chứ biết ai đâu. Nào vô thì vô. Đó, bắt đầu. Vô. Mình là con rùa đúng không? Ok. À, mình sẽ bắn đạn 2. Má mà đạn to hơn kìa. Ôi dạ. Ôi sao đi trước mình ta? What the fuck? Má mất máu nhiều quá. Hai trăm máu. Sao nó bắn mất máu nhiều quá ta? Hay nó trang bị đồ xịn hơn mình? Trời ơi, nó bắn hai lượt, mình bắn số con lượt à. Ba lượt luôn. What the. Trời, bắn gì mà hụt? Ngay mặt nó mà hụt. Ảo thiệt. Không hiểu luôn, nó sao bắn ngay mặt mà hụt ta? Nó không hiểu. Làm lại cái nữa coi. Thank you.
sao bắn hụt không? 9-14 đàm. Sao nó bắn lần tới mấy? Hình như nó có giáp hay sao? Bắn nó máu xịt. Mày hai hít dậy chứ, phải dậy chứ. Trời, nó bắn, nó trừ giáp mình mà nó bắn hai lượng đúc không hiểu luôn á, kỳ vậy ta. Hòa tiễn hai lần mày. Rồi chết luôn rồi. Mà nó bắn đau quá. Chắc nó mua đồ nên nó mua đồ xịn nên nó bắn nhiều hơn mình vậy, nó có đam mạnh hơn mình. Ok, thế đây thôi. Video cũng dài rồi. Ok, nếu các bạn nào thích chơi game điện thoại di động thì có thể download kênh Gun Online về chơi nhé. Game này cũng giải trí phết, bạn nhất là bạn nào thích chơi game bao hồi xưa, chơi game này rất là hay, rất là vui. Nếu các bạn thấy thích video thì nhớ bấm like, share và subscribe ủng hộ channel của tôi nha các bạn. Tôi sẽ có thời gian, tôi sẽ review thêm nhiều cái game khác cho các bạn xem. Nói chung là có rất là nhiều game mà tôi không có thời gian để mà review hết, thì tôi sẽ review từ từ cho các bạn xem nhé, tại các bạn yêu cầu rất là nhiều game làm cho các bạn xem. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.